Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua khung carbon mới nhất về tại cửa em. Và chiếc xe này đều đặc biệt hơn là được trang bị bộ vành carbon các bác nhé, vành cao bảng carbon và cấu hình của 175. Đây là một thương hiệu Quick, trước đây em có về một chiếc rồi, hôm nay em về chiếc nữa cho các bác lựa chọn dòng xe đua carbon. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua các bác biết về cái model của cái dòng xe Quick Specialized. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm cái dòng Quick Sling, một trong những cái dòng xe đua road bike được rất nhiều thị trường bên châu Âu sử dụng đua theo đội team. Được Quick các bác nhá. Một làm lên trong những thương hiệu của Specialized, đến thương hiệu Quick Mỹ. Liền với Specialized thì nhớ biết được Quick là một trong những cái dòng như cái dòng xe Edgewood Specialized, thì Quick được sử dụng rất là nhiều dòng rộng rãi trên thị trường châu Âu và được sử dụng trong những cái đội hình đua theo team. Đây là website chính hãng của quickcycle.com. Vâng, và với tông màu đen xanh về chữ Quick A7. Chiếc xe được phối màu rất là đẹp các bác nhé, rất là khỏe. Chính thức chiếc xe mình giá rất là mới, Quick A7. Các bác thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Khung carbon, càng carbon. Và cọc yên carbon. Với bộ vành carbon luôn các bác nhé. Vành cao bảng. Đường vân carbon ở trên vành đây. Trên vành cũng có một số thông số của chữ vành này. Để các bác có thể thấy chữ này. Carbon. Hơi khó nhìn. Xe được trang bị bộ cấu hình của 175. Em sẽ lướt qua hình thức tổng thể chiếc xe cho các bác đánh giá độ mới, rất sáng và bóng các bác nhé. Hình thức xe rất tốt. Đây là càng carbon này, của Quick, nguyên zin theo xe. Xe đi dơm sườn. Và cọc yên carbon, cọc yên nguyên zin của xe các bác nhé. Phía bên trên đây yên là yên của xe đua và của hãng Quick luôn. Sử dụng bộ phanh 3 mảnh, phanh rất cơ bản của dòng xe đua. Đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa của 105 các bác nhé, gạt đĩa 105 luôn. Rất hiếm khi em về một chiếc xe carbon mà có trang bị bộ vành carbon đẹp như này. Đường vân carbon này. Máy cối nổ. Có thể nghe tiếng.
ghi đông của Uno. Uno là một hãng làm phụ kiện xe đạp rất là nổi tiếng. Ở phía bên trên đây xe được trang bị bộ tay lắp cao cấp của 105, 11 tốc độ và 2 tốc độ bên đĩa là 22 tốc độ các bác thay đổi. Lốp của Continental, lốp hiệu. Mayer đồng bộ theo vành Canmu các bác nhé, của xe rốt bạc đạn, vành carbon rất là đẹp. Bê đan mặt đạn các bác nhé. Phía bên dưới khung đây các bác có thể thấy có mã QR chính hãng của chiếc xe này. Trên khung xe ghi size 52 các bác nhé. Giám sát đi vào đo. Xe có size 52. Ngang 53 các bác nhé. Từ 1m65 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Với 11 tầng lip. Đến lip. Tích của lip còn rất là mới. Bộ chuyển động của 105 đúng lip. Vâng, chuyển động rất tốt. Tiến tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của 105 xuống đĩa, lên đĩa, gạt đĩa 105. Rồi mình quay rất là bon. Ôi ổ. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe Quick A7, một chiếc xe xuất Âu mới về tại cổng em, được trang bị bộ group 105 và khung càng cọc yên và vành carbon các bác nhé. Chiếc xe được bán tại cổng em mức giá là 25.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển lấy tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại cổng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.